Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự thứ bảy ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 19 tháng 6, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Lê Mỹ Lử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy. Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã quan tâm, tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, triển khai các phong trào thi đua trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền phổ biến luật thi đua khen thưởng được coi trọng, tạo bước chuyển biến về nhận thức và hành động. Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình được quan tâm chú trọng, kịp thời biểu dương khen thưởng các nhân tố mới. Kết quả từ năm 2010 đến năm 2015, công tác dân vận của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả như phong trào thi đua dân vận khéo được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên hưởng ứng và tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực tham gia xây dựng nông thôn mới. Các mô hình dân vận khéo được nhân rộng. Đến nay đã xây dựng nhân rộng được 3.778 mô hình trên các lĩnh vực, vận động nhân dân làm mới được 435 km đường bê tông các loại, xây mới 690 nhà văn hóa thôn, trên 13.000 công trình vệ sinh, đóng góp trên 1 triệu ngày công xây dựng các công trình. Từ các thành tích đó, tập thể Ban Dân vận Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương. Nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, tiếp tục hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân Hà Giang, Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 với chủ đề nắm vững chủ trương, bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu chúng và đúng công tác dân vận của Đảng. Phấn đấu chỉ tiêu thi đua hàng năm 100% cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng 2 đến 3 gương điển hình tiên tiến và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan. Tập thể đơn vị luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Dịp này nhiều cá nhân tập thể đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2010-2015. Ngày 18 tháng 6, huyện ủy Hoàng Su Phì đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 30 khóa 19 mở rộng nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường vụ huyện ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trên cơ sở nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2015, kết quả rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đại hội Đảng bộ lần thứ 19, Ban Thường vụ huyện ủy đã chủ động xem xét, thảo luận, định hướng nhiều giải pháp và giao cho các cấp các ngành tổ chức thực hiện. Vì vậy, dù trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng những mục tiêu trọng tâm mà Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra cơ bản đều đạt được những kết quả đáng phấn khởi, kinh tế phát triển ổn định, văn hóa xã hội phát huy tốt các hoạt động, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được quan tâm củng cố kiện toàn. Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20 theo đúng kế hoạch. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì tiếp tục chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20. Tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với gương mẫu thực hiện nói đi đôi với làm và phong trào thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Giang. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng rừng, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai. Tại hội nghị lần này, các đại biểu đã tham gia bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nông dân huyện Yên Minh vừa tổ chức hội nghị thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Trong 5 năm qua, Hội nông dân huyện Yên Minh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cấp hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào đã thực sự đi vào nền nếp và được hội viên nông dân đồng tình hưởng ứng. Trong 5 năm, hội đã mở được 59 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.900 hội viên tham gia. Hàng năm có nhiều hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi được tỉnh hội, trung ương hội công nhận.
Kết quả đến nay có 33 hộ đạt cấp trung ương, 332 hộ đạt cấp tỉnh, 472 hộ đạt cấp huyện và 1.198 hộ đạt cấp cơ sở. Từ phong trào này đã có nhiều hộ nghèo trở thành hộ khá giàu, nhiều hộ có cách làm hay mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như hộ gia đình bà Lý Thị Phìn, ông Tần Xeo, hội viên ở xã Na Khê, ông Vừ Xé Chứ, hội viên thôn Khai Hoang 2, xã Hữu Vinh. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân trong huyện còn tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Thưa quý vị và các bạn, 90 năm qua, cùng với hệ thống báo chí nước nhà, các cơ quan báo chí của tỉnh Hà Giang đã không ngừng đổi mới và phát triển, đóng góp đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã có cuộc phỏng vấn một số nhà báo về vấn đề nâng cao chất lượng mỗi tác phẩm báo chí để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự nghiệp của nền báo chí tỉnh Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, bằng sự động viên cổ vũ nhiệt tình của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã là động lực để giúp tỉnh Hà Giang thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt, đó là việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam chính là dịp để mỗi người làm báo trên địa bàn tỉnh tự nhìn nhận lại bản thân mình để làm sao tiếp tục đóng góp tốt hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Giang. Và đứng cạnh tôi bây giờ là nhà báo Duy Quang, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang và đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Vâng, thưa nhà báo Duy Quang, theo nhà báo thì cần làm gì để có một tác phẩm báo chí chất lượng cao để đóng góp tích cực hơn nữa vào cái sự nghiệp phát triển của nền báo chí tỉnh Hà Giang? Vâng, theo tôi, để có một tác phẩm báo chí tốt, đó là trước hết chúng ta phải phát hiện được vấn đề. Và cái bài viết cần phải ngắn gọn, đi trực tiếp vào vấn đề. Trong bài viết ngắn gọn đó, làm sao nêu rõ được vấn đề mà xã hội quan tâm, thì đó là một tác phẩm báo chí tốt. Và theo tôi, một đề tài nó gần gũi nhưng phải nổi bật, giản dị nhưng sâu sắc, đồng thời phải tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Và để tác phẩm đi mãi với thời gian cũng như với công chúng, thì đó chúng ta phải phản ánh đúng với cuộc sống và đi vào lòng người. Để có những cái tác phẩm báo chí chất lượng cao, đối với đội ngũ cán bộ làm báo chí và tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân ấy, thì phải rèn luyện cái bản lĩnh chính trị của mình và thường xuyên phải tu dưỡng và học tập nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là nghiệp vụ về công tác báo chí. Đối với một người làm báo, để có chất lượng tác phẩm báo chí đạt chất lượng ấy, thì theo tôi thì đòi hỏi mỗi người làm báo là phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình, dám nghĩ, dám làm và phải tích cực đi thực tế, xâm nhập vào thực tế để nắm bắt một cách chính xác, kịp thời và đồng thời là cũng để có thêm tư liệu để mình viết và đưa tin được những cái tác phẩm báo chí đạt chất lượng mà xã hội đang quan tâm. Hội Nhà báo Việt Nam cũng có đề xuất là Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đầu tư hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 cho tất cả các cái nhà báo hội viên, để nhà báo hội viên có thêm nhiều cái điều kiện hơn về kinh tế để anh em hội viên nhà báo đầu tư sâu vào cái tác phẩm báo chí của mình, đặc biệt là có thêm điều kiện để đi công tác ở các cái xã vùng sâu vùng xa để có thêm lấy thêm tư liệu viết cho ra đời những cái tác phẩm báo chí thực sự có chất lượng. Cá nhân tôi suy nghĩ rằng để nâng cao được chất lượng những tác phẩm báo chí thì tôi đề cao nhất là cái trách nhiệm của mỗi người làm báo. Khi chúng ta xác định được cái trách nhiệm của mình ấy, thì chúng ta sẽ để tâm và chúng ta sẽ thực hiện cái tác phẩm của mình nó tốt hơn, có chiều sâu hơn. Và như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về cách viết báo là viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào. Theo tôi, mỗi chúng ta, mỗi người làm báo chúng ta cần phải thấm nhuần câu nói đó thì những cái tác phẩm báo chí sẽ được nâng cao chất lượng hơn. Thưa quý vị và các bạn, với truyền thống vẻ vang của 90 năm qua, được sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, sự tin cậy và giúp đỡ của nhân dân, tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí trong tỉnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang phát triển bền vững.
Bản tin thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh ngày một nâng cao. Vì vậy, nhu cầu sử dụng điện thoại cao cấp, smartphone ngày càng lớn. Và để đáp ứng nhu cầu này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh thiết bị di động, sản phẩm công nghệ cao đã xuất hiện ngày càng nhiều tại thành phố Hà Giang. Dọc các tuyến phố lớn trên địa bàn thành phố Hà Giang như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, khu vực chợ trung tâm thành phố Hà Giang thời gian gần đây xuất hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm công nghệ cao, thiết bị di động với nhiều thương hiệu, nhà phân phối nổi tiếng như Thế Giới Di Động, FPT Shop, hệ thống siêu thị điện thoại Viettel và mới đây nhất là doanh nghiệp Viễn Thông A. Việc xuất hiện của những doanh nghiệp này đã đáp ứng nhu cầu mua sắm và sử dụng thiết bị di động, sản phẩm công nghệ cao của người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Có thể nói, Hà Giang thực sự là thị trường giàu tiềm năng cho các doanh nghiệp, không chỉ riêng về kinh doanh thị trường thiết bị điện thoại di động, mà còn đối với các ngành dịch vụ, ẩm thực, viễn thông. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh thiết bị di động xuất hiện trên địa bàn thành phố Hà Giang đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc lựa chọn những sản phẩm thiết bị di động phù hợp với nhu cầu. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thúc đẩy hoạt động tiêu dùng của người dân. Mới đây tại xã Phương Độ, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đã tổ chức hội nghị chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan dự bị xã Phương Độ. Đây là đơn vị thực hiện điểm của tỉnh và tổ chức rút kinh nghiệm công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra sức khỏe, chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với sĩ quan dự bị. Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang đã thông báo tình hình an ninh chính trị có liên quan đến địa phương đơn vị, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, quán triệt, định hướng nhiệm vụ cho sĩ quan, quân nhân dự bị và nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự bị động viên. Tại hội nghị đã tiến hành chi trả phụ cấp cho 56 sĩ quan của xã Phương Độ, trong đó có 27 sĩ quan dự bị và 29 chiến sĩ quân nhân dự bị. Việc chi trả được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời, công khai, dân chủ, đúng đối tượng thụ hưởng. Trong đợt này, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang sẽ chi trả cho 266 sĩ quan dự bị. Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 16 đến hết ngày 31 tháng 6 năm 2015. Việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan dự bị và rút kinh nghiệm công tác đăng ký, quản lý, kiểm tra sức khỏe, chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với sĩ quan dự bị lần này nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ về nhiệm vụ đăng ký, quản lý, kiểm tra sức khỏe và chi trả phụ cấp trách nhiệm đối với sĩ quan dự bị, cũng như nắm chắc vị trí, nhiệm vụ, nội dung, quy trình tiến hành đăng ký, quản lý, kiểm tra sức khỏe, tổ chức tốt việc chi trả phụ cấp trách nhiệm cho sĩ quan dự bị trên địa bàn. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích đất trên địa bàn, trong thời gian qua, huyện Quản Bạ đẩy mạnh công tác vận động người dân chuyển đổi đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ để phát triển chăn nuôi. Hiện tại, huyện Quản Bạ có diện tích cỏ là trên 2.700 hectare. Vụ xuân năm 2015, người dân trong huyện đã trồng mới và trồng thay thế được 326 hectare trên 500 hectare, đạt 65% kế hoạch của huyện. Trong công tác chuyển đổi đất ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ phát triển chăn nuôi, Phòng Nông nghiệp huyện Quản Bạ đã tuyên truyền nội dung các chính sách hỗ trợ của huyện đến bà con nông dân và triển khai thực hiện chuyển đổi tại 3 xã là Lùng 8, Nghĩa Thuận, Thanh Vân với tổng diện tích thực hiện là trên 15 hectare. Thời gian tới, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về chuyển đổi các diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ và phát triển đàn gia súc của huyện theo hướng sản xuất hàng hóa. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về thời tiết ngày và đêm 20 tháng 6 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 20 tháng 6 năm 2015. Khu vực công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, mây thay đổi, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình 87%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, sáng và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình 87%. Khu vực vùng núi thấp,
Sáng và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C, độ ẩm trung bình 87%. Bản tin thời sự thứ Bảy ngày 20 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang tới đây xin được khép lại. Một lần nữa, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.